xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Nhớ giờ phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Và chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hai bé hôm nay xinh xắn luôn, mà tông xuyệt tông đấy chứ, còn gì không mời ra. Đẹp không kém em và chị nữa. Không, kém chị thôi, kém chị thôi. Còn em là ai cũng lướt được hết. Dạ. Em quen rồi, không sao, em ổn mà. Nào, mọi người chào đón hai nữ chính của chúng tôi. Đó chính là Ngọc Trâm và Tuyết Mai. Uy tín không quý vị? Em nói đẹp là đẹp mà. Ai là Ngọc Trâm và ai là Tuyết Mai? Em chào các bạn khán giả đang có mặt ở trường quay, đang xem chương trình Tần Số Tình Yêu qua màn ảnh nhỏ. Em chào chị Việt Hương, chào anh Hoàng Rapper và chào bốn bạn nam. Em tên là Ngọc Trâm. Hiện tại năm nay em đã hơn 20 cái xuân xanh rồi. Em đang học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Giờ mới hiểu, năm tháng ấy người tới chỉ là vì chơi vơi. Ấy vậy mà Trâm từng ngỡ là định mệnh cả đời. Để rồi đến một ngày, khi nửa định mệnh rẽ ngang, cảm xúc nhất thời khó chấp nhận, nâng lên đặt xuống hoài mới đủ dũng cảm để chủ động đi kiếm tìm một nửa mảnh ghép cho bản thân. Chỉ đắn đo là không biết một nửa đó có xuất hiện ngày hôm nay không. Em chào tất cả mọi người, chào Hải Ấp Lơ, chào chị Việt Hương, chào mọi người đang xem chương trình Tần Số Tình Yêu. Em tên là Tuyết Mai, thì năm nay em được 19 nồi rưỡi bánh chưng. Thì em đang học trường Đại học Hoa Sen, ngành quản trị công nghệ truyền thông. Người nói Mai hay hờn giận vu vơ, Mai chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng người nào hiểu được rằng cái cớ của sự bướng bỉnh và khó hiểu đơn giản là muốn được yêu và quan tâm mà thôi. Thế rồi người rời đi, để lại cả một khoảng trời trống trải. Mà phải gần 2 năm sau, Mai mới đủ bình yên để chào đón một cảm xúc tinh khôi. Chàng trai của Mai ơi, sao để Mai chờ hoài, chờ mãi vậy? Có sốt không? Còn nói gì nữa, Mai về chờ. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần đầu tiên của Tần Số Tình Yêu, đó chính là đi tìm tần số. Sẽ có 4 trạm phát sóng được giấu mặt ở đằng sau tấm màn bí ẩn. Chờ đón xem họ sẽ có vóc dáng ra sao. Xin mời. À, 4 chàng trai đây rồi. Ở vị trí đầu tiên, số 1, xin mời bạn giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các bạn, xin chào chị Việt Hương và anh Hoàng Rapper và hai bạn nữ. Mình tên là Trần Khôi Nguyên, năm nay mình 22 tuổi, hiện tại mình đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và mình đang học ở trường sân khấu điện ảnh nè. Quan điểm sống của mình là cứ sống vui, sống khỏe, sống tốt là được. Và hôm nay đến đây rất là mong khi về là có một bạn gái về cùng. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn bạn. Còn rung lắm, tự tin lên nè, cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m75. Cân nặng nè? Nặng 70kg. Bạn gái của em cần những cái tiêu chuẩn nào không? Cái tính phải tốt một xíu. Còn về những cái tiêu chuẩn kia thì em không có quan trọng lắm. Tại vì tình yêu mà... Có cần phải cao 1m mấy? Trên 1m60 là được rồi à. Chị về nha Nguyên ơi. Xác nhận nè, chiều cao thật sự của Ngọc Trâm là bao nhiêu? Dạ 1m62. 62. Bạn Tuyết Mai? Dạ em 1m67. Đấy. Mời bạn số 2. Xin chào tất cả mọi người. Dạ xin chào hai bạn nữ. Mình tên là Thái Hoàng. Nghề nghiệp của mình là chơi kèn saxophone. Trời ơi, giống chồng chị Hương người ta. Dạ, em cũng thường xuyên nghe anh Phương hỏi. Năm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ, năm nay em 22 tuổi. Ủa vậy bạn thổi kèn được bao lâu rồi? Dạ, em chơi kèn từ nhỏ. Saxophone người ta gọi là em chơi kèn từ nhỏ. Dạ. Còn Triển Hoàng Hoàng Rapper, em thổi kèn nào vậy? Dạ. Gia đình có ai làm nghệ thuật không? Dạ, ba em cũng ba em là nhạc sĩ. Dạ. Tên gì không chừng chị biết không? Dạ không, cha em ở quê. Rồi sau này là em thi vô trường hay là em học ở dưới? Dạ em học, đang học nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành ngành kèn gỗ. Chuyên ngành kèn. Cảm ơn em đã chọn một cái nghề mà chị rất là thích. Dạ. Tại thấy nó bay bổng sao á. Dạ. Đó, thành ra là có thể là thích hợp với hai bạn dưới đây á. Dạ. Tại vì mấy bạn dưới này học nghệ thuật hết. Cũng lãng mạn không kém nha. Nhưng mà vấn đề là mình phải thực tế một tí. Bạn có đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập và lo cho học phí không? Dạ có, em chơi kèn á. Ở đâu? Cho một cái tên đi, ngày mai chị bưng thầy em tới. Dạ. Bữa hổm em cũng mới đi gặp anh Phương ở bên MBU. Vậy một chút nữa chị về chị sẽ nói với anh cho anh vui. Ủa sao tần số bắt chúng em si không vậy? Dạ. Mình đã có một người ông xã thổi kèn lãng mạn dễ thương. Dạ, dạ. Thì mình giới thiệu Hoàng cho nhỏ em, mình ngồi hai nhỏ em. Mà hiền nha, giọng nói hiền khô.
khô à? Hiền lành lắm, tại giữ đâu làm lại hai chị em tôi. Thôi thì hỏi anh chàng số 3 đi, ông chừng anh chơi trống sao. Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người và đặc biệt xin gửi lời chào đến hai bạn nữ tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Mình tên là Khởi Vinh ạ, thì hiện tại mình 21 tuổi và công việc của mình đó chính là YouTuber. Mình làm YouTuber về vlog và âm nhạc ạ. Thì sở thích của mình là đi du lịch ạ. Không biết là hai bạn nữ người đó thì sở thích là gì ạ? Mình tên là Ngọc Trâm, mình cũng thích du lịch. Bạn đã từng đi du lịch ở đâu rồi? Ở trong nước như là Đà Lạt nè, Vũng Tàu nè, Nha Trang, Huế, Quy Nhơn. Bạn cảm thấy Nha Trang như thế nào? Mình thấy Nha Trang rất là đẹp, mình rất là thích luôn. Thế bạn có thích con trai Nha Trang hay không? Mình chưa có cơ hội để tiếp xúc với con trai Nha Trang nên mình cũng không biết. Có quá. Thế hôm nay có cơ hội bạn có muốn tiếp xúc với con trai Nha Trang hay không? Để mình xem xét ạ. Bạn chồng con trai Nha Trang thể hiện sao thôi? Dạ, con hai. Dạ. Bạn thích du lịch không? Em có thích du lịch không? Em cũng thích du lịch. Em đi cũng như chị Trâm là Đà Lạt, Nha Trang, Tiền Giang, nói chung là các tỉnh miền Tây thì em đi nhiều. Được cái hai nhỏ em gái chị gia đình có điều kiện nữa, đưa đi chơi du lịch nhiều, đi miết biết hết trơn. Mới mười mấy 20 tuổi mà tao biết nhiều chỗ, nó mới mệt cho bốn nhỏ chậm đó. Vinh ơi, em cao 1m mấy? Dạ em cao trên 1m6 mà dưới 1m65 ạ. Còn 6. Mũi của bạn cao 1m mấy? Mũi cao quá vậy, mũi thiệt phải không? Dạ không ạ. Dễ thương quá vậy, nó khai thiệt luôn. Vậy là cái cầm cũng giả phải không? Dạ không luôn ạ. Trời ơi, nó dễ thương quá vậy. Chỉ có trái tim của em là thiệt thôi à. Cảm ơn bạn. Rồi. Chào chàng trai ở vị trí số 4, xin mời bạn giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, chào chị Việt Hương và anh Hoàng Rapper. Dạ. Và đặc biệt là hai bạn nữ phía dưới. Mình tên là Đoàn Văn Lập, năm nay mình 23 tuổi. Nghề nghiệp của mình là huấn luyện viên võ vô Việt Nam. Wow. Ấn tượng đấy. Lát nữa chị sẽ cho em đấu với Hoàng Rapper. Em về trước nha chị. Tính tình của mình thì là vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Mình thích một mẫu người con gái cũng giống như mình, cũng vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng như vậy. Em chơi võ vô Việt Nam bao nhiêu năm rồi? Dạ thì hiện nay em chơi được 9 năm rồi chị. Vậy là em tới đai gì rồi hết? Dạ hiện tại thì em đang là đai vàng hai gạch của vô Việt Nam ạ. Dạ. Có đi thi đấu đồ đâu chưa? Dạ em có từng thi đấu một số giải của tỉnh Bình Dương ạ. Rồi huy chương gì? Dạ em được một giải huy chương vàng của năm 2013 của đối kháng vô Việt Nam. Hoàng ơi, em có biết đối kháng là gì không Hoàng? Dạ là đấu trực tiếp á. Mặt đối mặt á. Em có biết huy chương vàng là sao không Hoàng? Dạ là đánh sấp mặt em luôn á. Đúng rồi, là hạ gục hết để người ta lấy cái huy chương đó Hoàng hả? Em cao nhiêu Lập? Dạ em cao 1m78 ạ. Trời ơi, cái gì cũng hơn tôi hết trơn. Trời ơi, em nặng bao nhiêu ký? Em nặng 72 ký. Đừng có nói gì sao nữa, em luôn. Lăn thôi là Hoàng đã mệt với em rồi. Ngọc Trâm và Tuyết Mai sau khi nghe bốn chàng này cảm thấy ấn tượng với cái giọng nói nào? Anh nào cũng thấy ổn hết á. Nhưng mà em ấn tượng anh số 3 là anh quá thành thật. Thành thật, thấy chưa? Các trung bạn thật. Ơi, có nhiều cái chi tiết mà tự nhiên phụ nữ nó thích vậy đó, thích lãng vậy đó, thấy không? Thích cái thành thật dễ thương. Cảm ơn Tuyết Mai. Rồi, Ngọc Trâm. Em thì em ấn tượng bạn số 2 và bạn số 4. Vì bạn số 2 giống như là chị Việt Hương nói á, là học về kèn, cái giọng của bạn em cảm nhận nó rất là ấm. Còn bạn số 4 là do em cũng có một người bạn là học vô Việt Nam. Em có học võ gì không Trâm? À dạ, em có học Taekwondo. Bao nhiêu năm? Dạ em mới học có chưa tới 1 năm nữa. Nghỉ. Dạ đúng rồi, tại không có thời bây gian. Bây giờ bên kia ta 9 năm ta về ta dạy lại mình. Dạ. À, đúng không? Nãy giờ em ngồi trong đây em cũng hụt hẫng lắm. Tại sao vì vậy? Ai nhắc tới số 1 á đó. Thì bởi vậy mình chưa tạo ấn tượng đó. Đúng rồi. Bây giờ tạo ấn tượng đi, cho coi ốp lưng điện thoại. Ông YouTuber, tại sao ông để Doraemon anh? Chương trình của chúng tôi là tần số tình yêu, không phải chương trình thiếu gì. Thứ nhất là em vừa thích Doraemon, thứ hai là bữa hôm đó đi mua ốp lưng á, toàn là ốp lưng xấu không, cái này là đẹp nhất trong số ốp lưng em lựa. Tôi đang đứng đây mà tôi nghe đâu đó hai cô có người nào nói thích Doraemon đúng không? Dạ đúng. Ai vậy? Em. Em nữa. Bạn Tuyết Mai à? Mai kể như là cái thật thà của em đó, mà bây giờ Mai chịu like tụi lứa chứ cái Doraemon người ta cũng thích, không chừng rung động thiệt chứ ha. Mai ơi. Dạ. Bạn có hay coi Doraemon không? Em hồi nhỏ thì chuyện Doraemon em có cả thùng. Cả thùng luôn á trời ơi. Dạ. Mà đây là Suka nha. À, xinh thế lắm à. Nha. Thế ngoài Doraemon ra bạn có thích nhân vật nào khác trong Doraemon không? Em chỉ thích Doraemon này nhìn nghiêng nghiêng giống Seiko. À, bạn không thích giống Seiko hả? Nhọn nhọn hả chị? Giống Seiko quá, không biết giống Nobita. Ai là Nobita chị? Nobita hả? Đây còn ai đây? Tôi nữa trời. Ở đây mới kiến rồi. Em số 3 trả lời nói chuyện tiếp nè. Ngoài Doraemon ra thì bạn còn thích xem phim gì nữa hoặc là thích đọc truyện gì nữa? Thì xưa mình chỉ có coi Conan với lại Doraemon thôi. Trâm, còn trong bốn cái ốp lưng này nè, em thích cái ốp lưng nào? Em chưa có ấn tượng lắm về bốn cái ốp lưng này. Vậy nếu mà không có cái ấn tượng của cái ốp lưng, mình xin xem màn hình điện thoại. Màn hình khóa của bốn chiếc điện thoại, xin mời.
Dạ, nãy giờ anh tạo ấn tượng hoài nha, số 3 nha. Cái hình nền điện thoại này là hình ba của em đó, ba trai. Tại vì khi mà em từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh á, thì em không có bạn bè nhiều, hầu như là không có. Cho nên là người mà có thể tâm sự với em mà nói chung bên em qua quãng đường mà em đi á, là ba của em ạ. Dạ, nhưng mà nhìn ba là ra con à, nhìn mặt hiền lành dễ thương. Nguyên ơi! Dạ. Bé Trâm với bé Tuyết Mai nó hỏi để gì xinh lè vậy? Thật ra thì em cũng muốn minh bạch với mọi người một tí là không phải là do em đơn giản mà em không để hình nền hay là không xẻ ốp lưng gì hết. Nhưng mà có câu chuyện buồn là mấy ngày trước em mới vừa mất điện thoại á. Cái điện thoại này là điện thoại cũ của em mấy năm trước á. Em xài, em lấy em xài đỡ á. Em ơi, em đừng có buồn, chút nữa chị gửi hình cho em ốp lên. Chị đừng gửi em hình ốp lưng nha. Tại vì xíu nữa một trong hai bạn nữ là em chụp hình em dán vô ốp lưng luôn á. Bắt đầu tự tin rồi đó. Tại vì xin tấm hình thì gửi, mà nó đừng có gửi nha. Để người ta lát nữa bé Trâm với bé Mai người ta gọi. Còn anh chàng đam mê xe cộ, đây là xe của bạn hả, chàng trai số 4? Dạ đúng rồi, xe của em đến Hoàng Rapper. Dạ. Là em đang kêu bán hay gì mà chụp thẳng băng vậy? Dạ không, tại vì em ngoài đam mê võ đó thì em có đam mê về xe nữa. Vậy là Lập coi xe giống như là người bạn gái của mình luôn hả Lập? Dạ không hẳn, bạn gái mình phải hơn chiếc xe chứ. Phải không? Chứ sau này lập gia đình cái vợ là một chuyện, rồi xế yêu là một chuyện, xế yêu giống như bồ nhí của mình. Lao chiếc xe hoài. Lao xe hoài chứ đâu bao giờ lao vợ đâu. Hoài à. Vợ kêu bưng đi tắm chiếc xe bưng tắm hoài à. O bế xe còn hơn o bế vợ nữa. Ngày cưng xe lắm chị ơi. Cẩn phải không nha. Lập? Dạ hên xui chị ơi. Thấy chưa? Hoàng ơi, có cưng dạ. Càng hơn cưng vợ không? Dạ dạ không. Dạ em vẫn hả? Cưng vợ em hơn. Cưng vợ hơn. Dạ. Hoàng ơi, tại sao em lại để một cái màn hình đơn giản vậy? Thật ra cái sở thích của em là em thích để hình em với người yêu. Nhưng mà giờ không có thì em để tặng vậy. Chị Việt Hương ở ngoài rapper em muốn hỏi. Em hỏi cái gì cũng được á, nó kèo em cứng mà. Chị em hỏi là hai bạn nữ phía dưới có thích người con trai biết nấu ăn không ạ? Trâm là Trâm rất rất thích luôn nha. Trâm thích con nè. Trai nấu ăn là rất là tuyệt vời luôn. Bạn thích ăn món gì nhất? Mình thích ăn món gì cũng được, miễn người yêu mình nấu là được. Còn Mai thì em thấy có cũng được, không có cũng được, có thì càng tốt thôi. Bé ở đây thì quá thích rồi, còn Mai thì lại là sao cũng được. Nếu anh không nấu được, để em. Dạ chị ơi. Ơi nữa dạ. Em xin phép hỏi một câu luôn mà. Nguyên. Dạ em Nguyên đây. Hỏi đi cưng. Hai bạn ơi, cho mình hỏi là hai bạn có ai giỏi về phần nấu ăn không ạ? Trước Mai biết nấu không nào? Em trước là Mai. Nấu đơn giản. Ok, được. Ví dụ đơn giản món gì? Gà chiên nước mắm. Vô à? Được. Làm chiên rồi xong hết thì nước mắm mới sốc hay là sốc trước? Dạ sốc sau. Sốc sau, gọi nhỏ biết nấu Nguyên ơi. Dạ. Bé Trâm sao nè? Dạ em cũng biết nấu mà cũng một ít thôi chứ không có nhiều. Ví dụ món tủ bên kia ta có gà. Món tủ của em là tôm chiên lăn bột. Đó, tủ bên kia là cánh gà chiên nước mắm, bên đây thịt xào móng ruốc chứ. Mấy món đậm đậm à. Dạ, lăn bột trước hay là sau khi bỏ con tôm vô? Mình bỏ sạch vỏ xong rồi mình lấy tôm mình lăn qua bột rồi mình mới chiên lên. Đúng luôn nữa. Dạ thật ra em rất thích nấu ăn mà em không biết nấu ăn á, nên là em muốn hỏi hai bạn đó. Em rất là ấn tượng với bạn mà biết nấu món tôm. Không, nhìn cái body của em mà chỉ biết là em thích ăn lăn bột rồi.